Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với bài phân tích của chúng tôi. Và chúng ta sắp đến với ván thi đấu tiếp theo trong cặp trận giữa Viking Esports đối đầu với lại Team Wales. Ván thi đấu rất hay đến từ phía của Gam Esports. À xin lỗi bạn, Gam đánh trận 2. Gam trận 2 anh. Viking đánh trận 1. Gì nhỉ? Tiến quên mất rồi. Chiến thuật rất hay, đặc biệt đến từ Nila và Lee Sin để có thể tạo ra những tiếng proxy, rồi là khả năng đi đường tốt đến từ những thành viên còn lại nữa, và cái sự phối hợp đó nó khiến cho Guri có được một khoảng cách chênh lệch về chỉ số quái vật rừng so với con Brand của Kazu bên kia, và khiến cho con Brand nó gần như là không phát huy được quá nhiều tác dụng trong những pha tranh tài. Và ván thi đấu đầu tiên cũng mang lại cho chúng ta cái dấu ấn chiến thuật và cái tính chất giải trí cũng rất là cao. Có những bước di chuyển macro ở thời điểm ban đầu và sau đó là va nhau liên tục, rất nhiều mà hạ gục. Và có thêm một điều thú vị nữa là Viking đang cùng với Gam nắm giữ trận đấu ván thi đấu dài nhất và cũng có số mạng hạ gục cao nhất giải cho tới thời điểm hiện tại, với 42 kill. Câu hỏi mà em và các bạn hâm mộ đặt ra là Team Wales họ sẽ phải xử lý như thế nào đây? Ván thi đấu tiếp theo họ sẽ đưa ra một đội hình bình thường bởi vì họ nghĩ là họ sẽ gọi là không sai không sửa, hay là họ sẽ khắc chế những cái chiến thuật độc lạ đến từ Viking, và chúng ta sẽ biết ngay sau đây khi chúng ta bắt đầu với lại bàn quyết. Chiến thuật độc lạ thực ra nó sẽ được bung ra vào những cái thời nhất định mà thôi, chứ không phải lúc nào bạn cũng có thể lạm dụng được. Nếu như mà bên phía Viking tiếp tục sử dụng chiến thuật đó thì bên phía Team Wales họ cũng sẽ có cách để có thể khắc chế mà thôi. Tôi nghĩ rằng là bên phía Team Wales họ thực ra không cần phải sửa gì cả. Tôi nghĩ rằng nếu như cần sửa thì nên để cho Kazuto đánh những cái chất tướng đấu sĩ nhiều hơn để chúng ta có những cái thời gian để tác động ra khu vực đường thay vì là phải farm. Vì nếu như mà bạn cứ farm như vậy mà đường của đối phương lại đánh trên cơ đường của mình thì sẽ rất khó cho Kazuto. Và chúng ta thấy trong ván đấu lúc nãy rồi, cái con Brand nó bị con Nelly gác tới phải 50 chỉ số quái vật rừng ở trong khoảng chừng 15 phút đầu tiên thôi thì rất khó chơi. Và chúng ta có thể thấy rằng Rumble là một vị tướng gần như là nếu không cấm thì sẽ lựa chọn. Và phía đội 1 Viking Esports họ đã lấy đi Rumble, trong khi đó bên phía Team Wales họ đang lưỡng lự giữa việc là họ sẽ pick Kennen cho Hatchmet hay là họ sẽ tiếp tục ưu tiên Corki cho Optimus, và câu trả lời là Corki. Vậy thì liệu rằng có một vị tướng tiếp à? Khóa vào Zyra dành cho Kazuto ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng giống như anh Khải đã nói. Corki Zyra. Đúng rồi, cái phối hợp mid rừng nó hơi gọi là hơi khó vận hành trong cái giai đoạn đầu tiên của ván đấu. Cứ tạm thời gọi Optimus là bao quanh trăm Corki đi. Tại vì Optimus cũng chia sẻ rồi, tôi đi bất kỳ kèo đấu nào với bất kỳ người chơi nào ít nhất cũng tôi thua 10 lính chỉ cần là được. Thì cái con tướng Corki này với điểm bước chân thần tốc sẽ là một con tướng phục vụ ổn cho vai trò đó. Bạn sẽ không thua, bạn cũng sẽ không nằm xuống, vẫn sẽ giữ được cái chênh lệch ổn định cho tới cái thời điểm có thể giao tranh. Bên phía của Viking Esports đã lựa chọn một cặp đôi đường dưới. Senna Nautilus sẽ có thể đánh hy sinh được cánh trên nhiều nha. Quay đã bị cấm ở lượt cấm thứ 2. Và bên phía của Viking họ cấm luôn cả Kennen. Tại vì Rumble đi đường trên thì cũng hơi ngại Kennen với cả Tutterfest, cho nên là cấm đi. Và Hatchmet sử dụng vị tướng này cũng rất là hay. Như vậy thì chúng ta thấy là Team Wales họ đã cấm đi Vigo, bởi vì lần này thì Viking Esports họ đã có Rumble sát thương phép bên đường trên rồi. Vậy cho nên là Team Wales họ đã dự đoán rằng Guri sẽ sử dụng Vigo, vị tướng mà anh ta đã sử dụng khá là thành công. Trong khi đó thì Viking Esports họ lấy đi tất cả các vị tướng đường trên bởi vì Team Wales đang bị khuyết vị trí này. Thì không biết là lựa chọn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có Artemis sẽ cầm Kai'Sai cùng đi cùng với Rell đối đầu với lại Senna Nautilus. Trong khi đó thì phía Viking thì liệu rằng chúng ta sẽ có một cặp khoan. Thực ra bây giờ Viking có gì đó họ lắp đường giữa con gì cũng được mà thôi. Vấn đề là KT thích đánh con gì. Còn đây là Sogan đang nhá loanh quanh những con xạ thủ ấy, anh ta cứ ấn random á thì nó ra như thế. Maokai à, bên phía Viking đang ưu tiên sự an toàn. Tôi đang nghĩ tới một con Lee Sin nó sẽ hay hơn. Và bắt cặp với một con đấy, rõ ràng là có ý đồ cả tiếp sao tục nhờ? Sẽ là một cái đội Viking thuật. Này Viking lại tiếp tục test bài nữa hả? Viking cấm tròn ảo thật sự. Chúng ta chưa đoán được gì hết nha. Cần phải vào game. Bây giờ sẽ không kết luận nữa. Chúng tôi tạm thời không kết luận nữa, không phán xét. Bây giờ chúng ta tận hưởng đã những sự lựa chọn vô cùng thú vị trong cuộc đối đầu giữa Viking Esports và Team Wales. Còn Team Wales vẫn sẽ là những sự lựa chọn cổ điển mà thôi, Na không vượt đường trên. Vâng, và như vậy thì bên đội hình của Team Wales, chúng ta nói đội hình Team Wales trước nha. Thì đội hình Team Wales thì có một cái đội hình vận hành nó gần như là khá là cơ bản đi. Chúng ta sẽ có hai xạ thủ, một pháp sư, rồi hai tuyến trước. Và điều kiện thắng của họ chính là tam hợp của Corki thời điểm khoảng ở giữa ván đấu. Còn trong bên kia thì Viking có lẽ là KT là người sẽ sử dụng vị tướng Sivir này. Một đội hình mà bên phía của Team Wales sẽ có khả năng cấu rỉa trước thềm giao tranh.
Còn Viking đánh 5 năm sẽ cực kỳ khỏe, thì để xem hai bên sẽ xử lý những con tướng mình như thế nào. Với chất tứ thì chúng ta cũng thấy được là Viking scale được. Và rõ ràng là chúng ta sẽ không biết được chuyện gì xảy ra cho đến khi ván thi đấu bắt đầu. Thì các bạn ơi, các bạn hãy đến ngay với ván thi đấu tiếp theo trong trận đấu này nha. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với ván thi đấu thứ hai diễn ra giữa hai đội tuyển Viking Esports đối đầu với Team Wild. Và ở ván thi đấu thứ nhất, chúng ta đã được chứng kiến một chiến thuật cực kỳ dị của Viking và họ đã thành công với chiến thắng. Bây giờ họ cũng đã có một vị tướng tiếp tục là dị với CV ở đường giữa này. Có vẻ như bên phía của Viking đang quán triệt một cái tư tưởng, đấy là xạ thủ đường giữa thì cũng chỉ là một con xạ thủ mà thôi. Nên chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái con xạ thủ như là Lucian hay Sivir đối đầu với Corki ở đường giữa cũng được, không có vấn đề gì cả. Sivir ở những giai đoạn ban đầu, cái khả năng clear lính cũng rất ấn tượng nha. Và khi mà không có hỗ trợ tấn công ở bên cạnh thì thực ra Sivir là một tướng đánh đè lên rất là mạnh ở những giai đoạn đầu ván đấu, bởi vì có hai chiêu thức có thể cấu rỉa đối phương thông qua đợt lính. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy KT đã sử dụng Sivir rồi, như vậy sẽ lần đầu tiên sẽ có một con Sivir đường giữa xuất hiện tại VCS. Chúng ta sẽ cùng bước tới ván thi đấu thứ hai diễn ra giữa Viking đối đầu với Team World. Tỷ số hiện tại là 1-0 dành cho Viking. Bước chân thần tốc bởi KT, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu phong cách lên đồ của KT với con Sivir này sẽ là như thế nào. Thường thì chúng ta sẽ thấy là Sivir lên đồ chí mạng, nhưng từ từ ra đường trên có đánh nhau, Naroi bị làm chậm đến từ gương boomerang. Có Guri hỗ trợ ở đây, nhưng Guri cấp độ 1 cũng rất yếu. Kazuko cũng đã có mặt ở đây rồi, và Kazuto anh ta đang quy trước. Naroi vẫn đang chạy bộ về, có tấp biến, giữ được tấp biến là cực kỳ hay. Tiếp tục là một gương boomerang không có tầm nhìn, và Team Whale họ bắt buộc phải lùi về. Thực ra là nâng quy trước là hợp lý đến với con Zyra mà thôi, bởi vì nếu bạn nâng E thì cái hồi chiêu của kỹ năng này nó sẽ tương đối là lâu. Cái nhịp dọn rừng của bạn sẽ bị ảnh hưởng đi rất nhiều, bởi vì bắt buộc cấp độ 2 bạn sẽ phải nâng kỹ năng đấp để lấy thêm những cái chồi hoa giúp cho bạn gọi nhiều cây hơn. Nên đấy cũng là một cái cách nâng chiêu hợp lý đến với Kazuto mà thôi. Nâng E ở pha thi đấu đấy thì bạn sẽ lên clear rừng rất chậm. Nhưng đây là một pha mà Ultimate cũng thi đấu khá hay, là anh ta vòng ra sau đợt lính. Nhưng khi mà đã nâng súng máy ở cấp 1 như này thì gần như là không có áp lực dành cho Sivir nữa rồi. Sivir sẽ chủ động cấu rỉa và đẩy lính lên với bộ kỹ năng của mình mà thôi. Đường dưới có đánh nhau, VE đang bị bắn đến từ Artemis. Ván thi đấu này thì Artemis cầm lá chắn cùng với cả một cái sẵn sàng tấn công. Còn Kazuto là một cái thiên thạch bước trần tốc đến từ Hasmet, một cái thiên thạch đến từ Nanaue. Và chúng ta thấy là một tăng tốc pha bước trần tốc cùng với cả một cái dư chấn ở đường dưới này của VE. Đường dưới này tiếp tục có những pha giao tranh liên tục. Mặc dù là Senna của Sogan và BE cầm Nautilus, nhưng họ vẫn muốn giao tranh liên tục. Cấp độ 1 đến từ RP chưa có cấp độ 2. Và tạm thời thì ở đường dưới này, người đang có một chút lợi thế về máu là Temis cùng với cả khả năng lên cấp độ 2 trước. Họ đã set up để cho những con lính thấp máu gần nhau, và khi mà Temis sử dụng cơn 10, Katia sẽ lên cấp độ 2 ngay. Nhưng mà Viking thì đã lùi sâu vào trong tầm trụ rồi. Đây là một bộ đôi farm chiêu chiêu đến từ bên phía của Viking mà thôi, với Senna và Nautilus. Nhưng ở thời điểm hiện tại của đường giữa thì bắt đầu đã có những áp lực đến với Optimus rồi. Nhưng với một chất tướng Sivir như này thì KT có lẽ cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Đã lên cấp độ 3 rồi, và bây giờ thì mới nâng kỹ năng W của mình để có thể có những tình huống nảy bật. Trước đấy thì anh ta đã sử dụng một cái khiên nhưng mà nó lại không kích hoạt được. Một tình huống bật khiên nó không hồi máu được dành cho KT. Còn ở đường trên này, với một cái việc là phải về sớm, thì Nanaue đã không thể nào áp lực được lên đường trên của Hasmet nữa rồi. 16 so với 10 chỉ số lính của hai người trên đường trên. Còn Kazuto, anh ta đã farm xong 6 bãi quái rừng rất nhanh với một con Zara, định ghé thăm đường dưới thêm một chút xíu rồi. Tiếp tục nhảy ngựa không thành công, BE có kéo vào trụ hay không đây? Chói cũng không chính xác, và tạm thời thì Ropi sẽ phải lùi về một nhịp. Sogan sẽ có thêm một phồn nữa. Con cua chuẩn bị xuất hiện, và có lẽ rằng là Kazuto sẽ lùi về để lại một cái chồi non để có thể áp lực đối phương, khiến cho đối phương không di chuyển ra sông. Chất tướng Kai'Sa là chất tướng nếu mà đồng đội của bạn có nhiều khống chế thì anh chàng này sẽ có được rất nhiều lợi thế và khả năng dồn sát thương. Nhưng pha thi đấu vừa rồi Ronopi hụt hết tất cả kỹ năng của mình, chói được Kazuto không thành công nên đã không có cơ hội tấn công nữa. Nhưng chưa làm được một lần ta làm lần nữa, bởi vì vẫn có tốc biến ma thuật. Nhưng Kazuto lại lộ rồi, có một con mắt ở đây, và Viking Esports hoàn toàn có thể biết được đối phương định làm gì. Một con mắt rất khó chịu, những ping liên tục vào đầu của Zyra. Và thôi, lúc này thì nên biến về mà mua cho mình cho tàn định mệnh thì nó hợp lý hơn. Tiếp tục ở lại cắm thêm con mắt nữa, và sau đó mới biến về bởi Kazuto để hướng tới vòng rừng tiếp theo. Trong khi đó thì Maokai của Guri, anh ta sẽ không về nhà, sẽ hướng tới vòng rừng thứ hai luôn.
Về nhà thì KT cũng đã có được thêm một cái lợi hái nữa, trong đó thì Optimus một cái nước mắt cùng với cả một cái giáp để anh ta kháng đi khả năng gây sức thương vật lý của đối phương cùng với việc là tích nước mắt theo thời gian. Bây giờ thì Nanaue cần phải cố gắng đẩy ngược trở lại để tạo lợi thế thôi. Đây là cái cách mà Rumble cần phải thi đấu ở thời điểm hiện tại. Đối phương sẽ hồi phục lại được với bước chân. Đường dưới có đánh nhau, ta biết bắt buộc phải kích tốc một cái lá chắn lên. Còn BE ở thời điểm này anh ta vẫn đang cố gắng giữ chân Noropi lại. Rõ ràng sức mạnh của Nautilus ở đầu game nó là quá khủng khiếp và đang giúp cho Sogan có được lượng hồn và có khả năng giao tranh cần thiết đối đầu lại với một cặp đôi đối phương. Với dư chấn thì BE anh ta có thể băng lên gây sát thương cũng như là khống chế đối phương lại, tăng khả năng chống chịu cho mình. Artemis thì không có bước chân nên anh ta chỉ có lượng sát thương không hồi phục được nha. Guri đang tới, Guri đang tới giữ chân đối phương lại. Đó là BE, BE tanh trụ với dư chấn và bị thấp máu rồi. Chiến công đồng dành cho Sogan, Sogan bắt một tập biến về. Một mạng thành công dành cho Viking với tình huống băng trụ này. Kazuto đang tới, đang tìm mục tiêu, có vẻ đoán được đối phương đang ở trong cái bụi đó. Chính xác là như vậy, Guri bị giữ chân lại, đang chờ để đối phương không đớp lược. Và thành công dành cho Team Will. Team Will đã có một pha xử lý ngược trở lại rất hay. Và đó là một pha mà giúp đá Artemis không cần phải về, mà anh ta hoàn toàn thể ra để đón đợt lính này, sau đó mới về mà thôi. Một lớp khiến trụ dành cho bộ đôi đường dưới Viking Esports. BE hình như là người ăn được trọn vẹn cái lớp khiến trụ này, nên ta sẽ có được món đồ đầu tiên khá là sớm. Chúng ta có thể nhìn thấy là cả Shogun cũng như là KT như đều lên cho mình cái điểm mà hoàn tiền. Khi mà họ mua được những cái món trang bị huyền thoại đầu tiên ấy, thì bạn sẽ được hoàn lại một lượng tiền để có thể lên nhanh món trang bị tiếp theo. Đây là một pha mà Artemis cũng rất khôn khéo, cắm mắt để có tầm nhìn được Kazuto và sau đó bắn tia truy kích hoạt nội tại là xong. Có được điểm hạ gục như này nó sẽ giúp cho đường dưới của Team Will dễ thở hơn là khá nhiều. Và cái hay của Artemis là anh ta không tiếp cận quá gần so với cả Maokai để đối phương đúp được và ép cho Guri phải tốc biến lên. Những cái lượng sát thương từ Maokai nó là quá yếu ớt ở mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Từ đó thì Artemis vừa lấy được mạng vừa lấy luôn cả một cái tốc biến nữa. Ở thời điểm này thì lượng tiền của cái team không chênh nhau quá nhiều, 500 tiền. Và tạm thời thì Maokai Guri đang muốn tấn công sâu. Ropi bị giữ chân lại, Ropi tấp biến lên giữ chân Sogan. Sogan có tay tẩy, tấp biến chói không tấn công bởi Kazuto. Sogan đang lùi về với một cái vùng sức đen của mình. Trong khi đó thì con sâu tiếp theo dành cho Guri. Như vậy là hai sâu thuộc về Viking, một sâu thuộc về Team Will. Và Guri cũng đã ăn trước một con sâu và sau đó ta dùng trừng phạt ăn còn lại thôi. Rất đơn giản đến từ đuôi đi rừng của Viking Esports. Một tình huống tốc biến rất nhanh tay và chạy có thể nói là cắm mặt của Shogun để né ra khỏi cái chói của Kazuto. Kazuto tầm đấy là không đủ. Và khi mà Zyra đã đi ra chậm hơn rồi thì đó là mục tiêu dành cho bên phía Viking. Đường dưới có đánh nhau, Artemis bị giữ chân lại, ta chưa thể đã tiếp cận được. BE có cấp độ 6 quyền lực thiên nhiên thả ra. BE chưa tung ra cái chiêu cuối để giúp cho quyền lực thiên nhiên giữ chân đối phương lại. Và Artemis kịp thời tấp biến về nhưng mất rất nhiều chỉ số lính ở đường dưới này. Và giao tranh liên tiếp nổ ra thì Viking vẫn là đội tuyển có lợi. Bây giờ thì khi mà Artemis đã không còn tốc biến, một cái tên lửa tập nhiệt thôi sẽ giúp cho xạ thủ của Team Will rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Shogun đã có được cho mình giày bạc. Bây giờ cái khả năng thả diều của anh chàng này ở đường dưới là rất tốt, với tốc độ di chuyển cộng thêm từ cái giày bạc này. Theo đó nữa thì BE có một khả năng đẩy lính với tàn tích 3 mì. Cái đường dưới của Team Will giờ không thể nào đẩy ngược trở lại được. Và khi bạn đứng ở trong trụ này, bạn sẽ bị cấu rỉa rất nhiều đến từ những kỹ năng từ bên ngoài của Shogun. Quyết định của cặp đôi Viking là rút lui về. Artemis bây giờ mới chỉ vừa chuẩn bị chạm cấp độ 6 mà thôi. Tức là cái tân lính bị deny đường dưới nó ảnh hưởng tới cái tốc độ thi triển tăng cấp về mặt kinh nghiệm của anh chàng Artemis rất là nhiều luôn. Còn ở đường trên thì 61 so với cả 59 chỉ số lính. Và Hasmet cũng đang cùng với cả Nare cũng đang làm khá là tốt trong kèo thi đấu này. Họ sẽ thi đấu một cách hòa hoãn và chuẩn bị cho những pha giao tranh quay khu vực sâu. Nare đứng lên rất cao, Hasmet đang muốn về, Hasmet sẽ về. Nhưng thế lính này là một thế lính mà Nare có thể deny được. Tôi không nghĩ là muốn hòa hoãn đến từ Nanaue bởi anh ta không có dịch chuyển nha. Nên anh ta bắt buộc phải thi đấu một cách cực kỳ gấu ở trong những giây phút sắp tới. Đường dưới tiếp tục có giao tranh, đu được vào tường bởi BE. Thử nó tầm nhiệt tung ra, BE bị dính thiêu đốt. Và tiếp tục bắn đến Artemis. Artemis có chiêu cuối rồi, tiêu trích tung ra. Và bản năng sát thủ lao tới, một cơn mưa Gethia cuối cùng đủ sát thương, mạng dành cho Artemis. Pha tính toán sát thương rất chuẩn đến Artemis, đó là bởi vì Shogun đã lên đây. Như tôi đã nói thì đường trên của Viking cần phải mở pha thi đấu này. Người ta có thiêu đốt, người ta có chiêu cuối. Và Hasmet bây giờ vẫn đang ở dạng na tí nị, nên nếu với sự xuất hiện của Shogun làm tốt thì hoàn toàn có thể dứt điểm ở đường trên của Team Will. Nhưng rất tiếc là bây giờ thậm chí Shogun cũng đã lộ ở đường trên rồi. Và nó sẽ là những tình huống ping để ăn rồng từ các thành viên Team Will mà thôi. Họ biết lên đây là quá liều lĩnh
và Hazmat sẽ chỉ cầu anh ta còn đó cho mình dạng Na khổng lồ bây giờ sắp biến và cái tốc biến nên hoàn toàn có thể chơi được ba người băng trụ có khi là nằm đấy nhé. Có Na khổng lồ và thậm chí là Optimus cũng đang mất dạng ở trên bản đồ nữa nên là bên phía của Viking đang cần phải xử lý thông tin và họ chưa dám băng trụ vào người của Hazmat khi đối phương đã có đủ tài nguyên để có thể khống chế một phần ở đó đẩy đối phương về trụ. Nào đây tấp biến và anh ta quay trở lại sấy, nhưng đây là một tình huống xử lý rất tốt đến từ Hazmat. Rail trong tay của Ropi cũng đang tới, anh ta đã có sức hút kinh hoàng rồi, Guri không thể nào băng trụ được. Nhưng bây giờ Ropi đang dìu dắt Hazmat để có thể phòng thủ với quê lính này. Chỉ cần giữ máu thôi là mọi thứ sẽ ổn dành cho Team Will. Chính xác như vậy, bởi vì Kazuto băng lên rất nhanh rồi, nhưng khi nhìn thấy đối phương có ý định lùi về thì Kazuto cũng về ăn cho mình bãi chim quỷ biến dị. Optimus cũng liên tục mất dạng về tầm nhìn, nó khiến cho bên phía Viking Esports phải lùi về. Nhưng ở đường dưới này thì đã đến giai đoạn mà Artemis có thể đi sòng phẳng với một chất tướng Nautilus rồi, bởi vì đã có móc diệt thủy quái ở thời điểm hiện tại, khả năng dồn sát thương vào là rất nhiều kết hợp với nội tại của con Kai'Sa nữa. Nó sẽ khiến cho xạ thủ của Team Will đang được farm rất thoải mái. Trong khi đó ở đường giữa này không biết là KT hình như ta muốn lên cho mình là cái giao địa static để có thể tăng tốc độ đẩy đường chăng, để nó có thể ép cho con Corki này không thể di chuyển đi đâu được cả. Các bạn có thể nhìn thấy từ nãy giờ Optimus chỉ có thể di chuyển nhẹ để cắm mắt mà thôi, chứ anh ta không thể di chuyển quá sâu bởi vì lính đẩy là rất nhanh đến từ đường giữa của Viking Sport. Rồi Guri là người bị tấn công, anh ta đúp hụt mất rồi bị đối phương ngắt chiêu hay quá. Guri chịu quá nhiều sát thương và đây là mạng thứ 3 thuộc về Artemis. Đây là một cái điểm hạ gục rất quan trọng nha, bởi vì nó đẩy ngưỡng sức mạnh của Artemis đến nhanh hơn và đội hình của Viking Esports sẽ rất khó chơi nếu mà con Kai'Sa này mạnh vượt thời gian. Chúng ta có thể nhìn thấy là hai xạ thủ của họ u đấy. Tiếp tục là bản án xạ thủ, Sogan tấp biến về mất hai spell và Sogan sẽ sống sót mà thôi. Tuy nhiên là người trên đường trên của Viking đang bị áp lực, anh chàng này không có tấp biến, đang tìm một cái vị trí an toàn để có thể lui về. Anh ta sẽ an toàn, nhưng cái trụ đường trên và một số chỉ số lính sẽ bị hủy đến từ Team Will. Không có chiêu cuối của Artemis ở thời điểm hiện tại và cũng không có dạng Na khổng lồ đến từ Hazmat. Nhưng đây là cơ hội của Viking. Hất tung rất hay mọi người, Artemis quyền lực thiên nhiên thả ra. Không tới, nó hơi ngắn. Guri đã đứng ở rất xa pha thi đấu vừa rồi nên ta chỉ có thể tung một cái cú quyền lực thiên nhiên ở khoảng cách rất xa thôi. Trước đấy là một pha mà Artemis lao vào nhưng cái tia truy kích của anh ta hụt nên là Shogun mới không nằm. Chứ nếu mà trúng cái tia truy kích đấy, tôi nghĩ là có dù mất cả hai phép bổ trợ ta vẫn nằm mà thôi. Trong khi đó thì bây giờ nhiệm vụ của KT rất đơn giản, Optimus ở đâu là tôi ra đấy đẩy lính, tôi ép vào lớp kiến trụ. Các bạn có thể nhìn thấy tốc độ đẩy của Viking Esports cũng đang là rất cao. Đánh về đầu trận, Viking Esports vẫn đang là một đội tuyển có thể kiểm soát được cái những cái lớp kiến trụ này nhiều hơn. Họ sẽ có một lượng tài chính đến những lớp kiến trụ này, nhưng vấn đề là bên phía của Team Will muốn khai thác vào con người khi Nanaue ở đây đã không có tốc biến nữa. Không có tốc biến, Nanaue mất đi tốc biến từ tình huống trước đó rồi. Hazmat không có đủ nộ để anh ta có thể tích Na khổng lồ ngay lập tức. Kazuto tốc biến lên chói và có chiêu cuối bụi cây kỳ dị tung ra, sát thương đến từ Nanaue là quá nhiều. Một bên ta cân đôi bây giờ mới có Na khổng lồ, nhưng Bia tới không kịp thời cứu vào người trên đường chơi thành công. Và đây chỉ là một đổi một mà thôi. Tôi nghĩ cái sức trẻ của Kazuto pha thi đấu vừa rồi là hơi bị chắc cú quá. Anh ta sợ là cái cú chói của mình nếu mà đứng từ xa ấy, thì cái tốc độ đi của cái dây leo đấy nó sẽ giúp cho Nanaue có thể lách được với tình huống bật khiên phế liệu để có thể lách. Nhưng pha thi đấu vừa rồi anh ta cũng quên mất một điều rằng nếu mà mình đứng bên cạnh một con Rumble thì lửa đốt cây cháy cực kỳ nhanh luôn. Đây là hỏa khắc mộc. Thường thì mộc sinh hỏa đúng không anh? Đúng rồi, mộc sinh hỏa, nhưng mà đây đốt, là hỏa đốt cả mộc luôn. Đốt một cái là lửa cháy rất to luôn, nghĩa là lửa vượng hơn đấy. Nên là một pha mà con Zyra này nó cũng gọi là hơi chắc cú quá. Tôi nghĩ nếu mà canh canh, bởi vì đối phương không có tốc biến mà, nên là mình có thể canh góc để chói khép góc. Đối phương không bị chói thì cũng sẽ đứng ở gần tầm tấn công để con Na có thể vào. Nhưng thôi không sao, nó là một đổi một. Sẽ có lợi hơn cho bên phía Team Will bởi vì cái cánh lẻ của họ là Hazmat sẽ có thêm thời gian farm. Tuy nhiên chúng ta đang gọi là tạm dừng một tí. Ngoài ra thì CV lên giao điện như thế này thì khó đánh ở khu vực rồng. Các bạn có thể thấy là Nanaue không có tấp biến, Guri cũng là như vậy, Sogan mất hai spell từ nhú trước đó rồi, Bie cũng không có tấp biến nữa. Thì đánh ở pha rồng này là bên phía của Viking họ phải hết sức cẩn thận. Mà thực ra tôi đang thấy là CV của KT làm được một cái điều khá lớn, đấy là hạn chế được con Corki này. Các bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng là những pha giao tranh từ nãy giờ toàn là 4-4.
toàn là bốn người cánh trên gọi là giao tranh liên tục va vào nhau mà thôi, chứ hai người đi đường giữa này là cứ farm đọ với nhau thôi. Và tốc độ đẩy và tốc độ farm của KT rõ ràng là vượt trội hơn. Bây giờ cái chênh lệch nó không phải 10 lính nữa rồi, nó là 11 lính rồi. Rồi VN bị tấn công, nhảy ngựa đến từ ROP, cấu đi một cái lượng máu nhỏ mà thôi. Và tạm thời thì Viking họ đang muốn kiểm soát con rồng này là hơi nguy hiểm nha. Đường dưới thì CV của KT đã có cái trụ rồi. Optimus đang muốn di chuyển cùng với những người đồng đội của mình. Kazuto đang có mặt ở đây cùng với cả ROP và Artemis. Rồng đang còn tầm khoảng 2700 máu. Rồng sẽ thuộc về ai? Đây là cấu rỉa máu của Liên Nhiên thả ra là người trẻ, nhưng rồng đã có dành cho Team Will. Họ muốn tấn công thẳng vào người Guri. Guri rất yêu, Guri lên mặt nạ và Guri ném xuống rồi. Team Will họ có được thứ mà họ muốn, một con rồng và một mạng của người trên rừng đối phương. Pha thi đấu vừa rồi, mục tiêu của Viking Esports rất đơn giản. KT ra bật chiêu cuối để đồng đội chạy về sau khi ăn rồng, nhưng trừng phạt thua đến từ Guri, nên là bên phía của Viking Esports mất hết, mất cả người đi rừng, mất cả con rồng luôn. Đó là con rồng thứ hai cho Team Will. Họ có được cái gì? Họ có được trụ một đường dưới khi mà KT trước đấy đã đẩy xong rồi. Đây rõ ràng là một pha mà cố gắng lao và trừng phạt, sau đó chạy với chiêu cuối Sylvia mà thôi. Nhưng khi thấy đối phương hút lại thì Guri lại đu vào một con reo ở bên trong. Anh ta hy sinh cho đồng đội chạy về, nhưng điều đó nó khiến cho Viking Esports mất hết. Họ đổi một mạng hạ gục với một trụ đường dưới, với một con rồng lấy cái trụ đường dưới. Tôi nghĩ là nó vẫn lời cho bên phía Team Will, bởi vì Team Will bây giờ đã có hai con rồng rồi. Lượng tăng tiến sức mạnh của hai xạ thủ họ sẽ đến tốt hơn. Sivir của KT đang đẩy nhanh tốc độ farm. Nếu như mà đẩy len thôi thì Sivir làm chùm rồi. Và anh chàng này cứ đẩy liên tục, tạo ra một cái khả năng áp lực lính ở bên cánh. Và Optimus sẽ phải tốn nhiều thời gian xung quanh cái quê lính đẩy. Nhưng bây giờ thì KT quyết định anh ta là không can thiệp hay chăng, anh ta có dịch chuyển. Bây giờ Ropi đang đi chung với cả 4 thành viên của mình. Đầy đủ 5 thành viên của Team Will đang có mặt đây. Và sứ giả rất nhanh thuộc về các thành viên của Team Will một cách tương đối dễ dàng. Sau đó thì họ sẽ rút về đường giữa và đường dưới để có thể phòng thủ tiếp. Tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại, giao tranh mục tiêu như là con sứ giả này là không thể dành cho Viking Esports. Quyền lực thiên nhiên chưa hồi và cái sức mạnh của Senna cũng như là Sivir cũng chưa đạt được đến giai đoạn đó. Nhưng đây, nói về đẩy cánh, đẩy lính, Sivir là số 1. Rất đơn giản, bắt được cái dịch chuyển của Optimus. Tốc độ đẩy của Optimus cũng là tốt khi mà đã có tam hợp kiếm rồi, nhưng chắc chắn là đối phương sẽ không muốn như vậy. Muốn tấn công Ropi, Ropi rất trông sức, hút kinh hoàng, tung ra rất đẹp cái là bụi cây kỳ dị của Zara. Sau đó thì vài kinh hoàng nằm xuống, bơi tới bà Artemis từ lâu tâm nhiệt tung ra. Ngay lập tức thì người chơi đường giữa của Viking nằm xuống. Hai người chơi xạ thủ của Viking đã lên bảng điểm số rồi. Team Will họ có một tình huống phản công thành công. Rõ ràng là Sivir lúc này chỉ đánh lính thôi, đừng đánh người. Bởi pha thi đấu vừa rồi là pha mà KT anh ta muốn chặn đầu, nhưng đã chặn đầu một con reo đã có cho mình được đai máu và cái đai thanh thoát. Thì làm sao mà bạn có thể chịu được? Tiếp tục là một tình huống hút nữa. Guri đang chịu rất nhiều sát thương đến từ những cái cây được thả ra bởi Kazuto. Và cái trụ thứ hai đường giữa nó chỉ còn khoảng nửa máu mà thôi. Còn đường dưới thì Optimus đang đẩy với tốc độ cháy máy, tận dụng nội tại của tao kiếm. Lấy đủ sát thương hay không? Tôi nghĩ là đủ để khả năng lấy được cái trụ này. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống. Wow. Cố gắng bắt Ropi. Đây một pha mà hai xạ thủ đứng trước mặt một con rèo. Thì đối phương chỉ đơn giản là cứ thế tấn công mà thôi. Đây, về một lại với hiện thực. Đủ sát thương và Guri cố gắng lấy mạng Optimus. Optimus có đủ khả năng hút máu hay không? Không đủ khả năng hút máu và lấy mạng Guri. Maokai ở những phiên bản gần đây thì chúng ta thấy là cái cách lên đồ sẽ là lên cái mặt nạ thống khổ Lienry đồ đầu tiên để cân bằng lại lượng sát thương phép. Nhưng đây sẽ là một đội hình sát thương phép thì rất nhiều thời điểm hiện tại, nhưng sát thương vật lý thì ít. Bởi vì Senna với cả Sivir không có nhiều sát thương ở thời điểm hiện tại này. Đó là một pha mà KT anh ta muốn dịch chuyển xuống để ngăn cản tình huống phá trụ của Optimus. Nhưng vô hình chung anh ta lại là món quà khuyến mãi ở đối phương. Lượng sát thương của anh ta ở thời điểm hiện tại dồn vào là không nhiều bằng so với một trận tướng Corki có sát thương chuẩn và có cả trừ giáp nữa. Ui, tôi thấy một cười quá anh Sương ạ. Cái team ném rất nhanh, nhưng mà những cái pha ném đấy như mỗi đốt inox vậy. Trong khi đó thì Optimus anh ta trả đam ngược lại, thì những cái pha bắn đó nó đau cực kỳ đau luôn. Và lấy luôn được mạng của KT ở pha thi đấu vừa rồi. Dù sao đi chăng nữa thì mọi thứ đang dần thuận lợi dành cho Team Will. Họ lấy được 3 cái trụ ở 3 cự đường, cái trụ đầu tiên, và cũng đã có được 2 cái con rồng đầu tiên của pha thi đấu này. Đấy, tại vì chênh lệch lính ở pha thi đấu vừa rồi của KT và Optimus là dưới 10 con mà. Đây là phun sức mạnh đến từ người chơi đường giữa của Team Will. Thế trận đang rất
tốt dành cho team Wales ở thời điểm hiện tại, khi họ có được xạ thủ tăng tiến sức mạnh cực kỳ khủng khiếp là một con Kai'Sa của Artemis, đã có cho mình là cuồng đao Winsu rồi. Và đây là một cái quãng thời điểm mà team Wales sẽ tấn công các mục tiêu mạnh hơn, nhanh hơn. Kai'Sa là một chất tướng giúp cho bạn ăn những con rồng hay là con Baron là cực kỳ nhanh rồi, cộng thêm khả năng mở và kiểm soát khoảng không của Kazuto với cả Rodopi. Đội hình của Viking bây giờ rất phụ thuộc vào cái mưa tên lửa đẹp. Nếu Nanawe kẻ không đẹp thì Viking không thể giao tranh. Đồng ý với anh Dương, bởi vì mưa tên lửa là cái thứ vũ khí mà lợi hại nhất của Viking ở thời điểm này mà thôi. Do Sivir cùng với cả là con bài Senna kia vẫn chưa đủ đồ ở thời điểm này để có thể giao tranh. Trong khi đó thì Na của Hasmet đang đẩy đường trên này, tiếp tục cấu rỉa máu bởi Team Will. Họ đã có mặt nạ rồi, Rolopi quyết định mở luôn, Quyền Linh thả ra từ lớp tầm nhìn cúp lại như vậy, bơi thẳng vào đến từ Artemis. Số gắn nằm xuống rất nhanh, chiều của Na tung ra. Lần này thì KT không được chơi, ta bị giữ chân lại bởi Hasmet. Kazuto thấp máu, Optimus cũng lên bảng điểm số theo sau. Và đây là hai người chưa hỗ trợ cuối cùng của Viking còn sống sót. Nhưng Hasmet tấp biến về, anh ta đã bị đốt máu, anh ta hồi máu, anh ta sống sót. Mie bị giữ chân lại đến từ cú nhảy ngựa của RP. Và đó là quét sạch dành cho Team Will. Vâng, hai thành viên của bên phía Viking Sport là Guri cộng với cả Mie đã rất cố gắng rồi, nhưng họ không thể cân được hết lượng sát thương như vậy. Và hắc ám soi dọi cũng chỉ để soi ra con rồng đang bị đối phương ăn mà thôi. Rồng 3 dành cho Team Will, và đây là con rồng rất quan trọng nha. Đối thủ đã ít sát thương rồi, bây giờ mình lại có tăng thêm khả năng chống chịu đến từ con rồng đất. Cực kỳ khó cho Viking Sport ở thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa đến cái ngưỡng sức mạnh của Sivir với cả con Senna ở thời điểm này. Một pha mở rất đẹp, tốc biến lên chói đôi và chiêu cuối hất được hai người đến từ Kazuto. Một con Zyra bạn cũng chỉ cần làm được những điều như vậy thôi, dứt điểm luôn được Rumble. Nhưng đó vẫn là một pha thi đấu mà bạn có thể nhìn thấy được là Nautilus với cả Maokai gây ra nhiều sát thương đến mức độ như nào khi có những cái mầm cây của Maokai ở trong bụi cỏ. Nhưng cái khả năng thả diều và với bước chân thần tốc của Hasmet đã giúp cho anh ta có double kill. Chứ nếu mà Hasmet nằm xuống pha đấy, tôi nghĩ hai người còn lại của Team Will cũng không có sát thương đâu. Cả bốn xạ thủ đều bị chăm sóc và đều nằm xuống ở trong pha vừa rồi. Tuy nhiên Hasmet, anh chàng này đã có một giai đoạn đi đường khá là thuận lợi và vẫn là người dọn dẹp giao tranh, giúp cho Team Will có được một pha giao tranh có thể nói là cái nút thắt của ván thi đấu này được cởi ra. Bởi vì Team Will bây giờ họ đã có được 3 dòng rồi, mảng bản đồ của họ đang được kiểm soát một cách chặt chẽ, và hơn nữa thì họ đang rất xanh ở hai người chơi xạ thủ. Optimus đã có được 4 mạng và Artemis cũng là như vậy. Senna cùng với cả Sivir chưa xanh thì hai xạ thủ bên phía bên kia đã đầy đủ đồ để có thể đánh nhau rồi. Chính xác, ngưỡng sức mạnh hai đồ không phải là ngưỡng sức mạnh của Sivir mà đó là ngưỡng sức mạnh của Corki và Kai'Sa. Kai'Sa bây giờ chuẩn bị lên đồ thứ ba là Nanh Nasho rồi, để có thể tiến hóa cả ba kỹ năng của mình. Trong khi đó Hasmet, tôi đang muốn nhấn mạnh anh ta có thể coi là xạ thủ thứ ba, bởi vì cách lên đồ của anh ta sau cái tam hợp là đao tím, bây giờ dạng Na tí nị của Hasmet có cảm giác còn gây nhiều sát thương hơn. Na khổng lồ để hỗ trợ Artemis băng vào và cung cấp khả năng khống chế, và sau đó hóa thành dạng Na tí nị thì lượng sát thương của Hasmet cũng rất kinh khủng ở thời điểm hiện tại. Như vậy anh ta sẽ không cần phải không bị chết sấp thôi. Là đúng, cái khả năng gây sát thương của anh ta và khả năng bật lại đến từ một cái chiêu cuối và khả năng bắn tay cũng sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Từ đó thì bây giờ Viking họ cần phải cố gắng để bắt lẻ một mục tiêu đó. Chúng ta chưa thấy được những cái quyền lực thiên nhiên nó quá là hiệu quả của Guri. Và có vẻ như là Viking họ đang chơi một cách tương đối bị động. Thì bây giờ họ đang muốn làm điều đó. Artemis có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như một quyền lực thiên nhiên đẹp của Viking được thả ra. Nhưng bây giờ thì Viking họ đã bị lộ diện ở đường giữa này rồi. Artemis cũng có Rolfi đứng ở đây. Áp lực lên Baron khiến cho Viking bắt buộc phải di chuyển ra khu vực sông trên. Mà vấn đề là đội hình của Viking Esports lại không có áp lực của Baron nhé. Nghĩa là Viking đẩy hai xạ thủ của họ đẩy ra đường giữa, dịch chuyển lên trên đến từ KT. Nhưng Optimus cũng đang có mặt đầy. Đó là một pha va rất mạnh đến từ Hasmet và Nanawe. Nhưng Nanawe là người mất nhiều hơn. Anh ta mất cả hai phép bổ trợ, cả chiêu cuối. Và khi không còn mưa tên lửa thì Baron là thứ để cho Team Will nhắm đến. Artemis đang bị Baron tấn công, KT quá ít sát thương. Rolfi lao và mở không được đẹp cho lắm, cứ lên tiên nhiên thả ra. Rolfi thấp máu, Rolfi đang gặp khó khăn, ta nằm xuống. Sát thương của Sogan là đủ, Sogan có một mạng và Team Will bây giờ họ mất một người. Họ đang cố gắng lùi về, Nanawe không có di chuyển, do đó thì bây giờ Viking họ sẽ cố gắng kiểm soát và đẩy ở đường giữa. Vấn đề pha thi đấu vừa rồi là Rolfi anh ta bay vào quá sớm, đồng đội chưa đến, Hasmet chưa tìm được góc để có thể vào thì đã băng vào một mình đến từ hỗ trợ của bên phía Team Will rồi. Nó sẽ giúp cho Viking có được một cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa này, là quá lợi thế dành cho bên phía Viking Esports rồi.
Dù vậy, đây cũng chỉ coi như là một bước lùi nhẹ của Team Wales mà thôi. Bởi vì đây, cái nhịp này họ lao vào Baron nữa thì Viking làm gì? Tôi nghĩ chắc làm thinh. Tôi nghĩ là đó vẫn một là cái lời cảnh tỉnh dành cho Team Wales. Bởi vì họ sẽ cần phải cẩn thận hơn. Và Viking vẫn có cơ hội trong ván thi đấu này. Bởi vì chúng ta chưa biết là sẽ đạt có bao nhiêu hồn. Nhưng bây giờ muốn trồng cây gây rừng để tấn công Baron này với tốc độ cực kỳ nhanh. BA có bạn đấy cây tí cũng là như vậy. Nhưng Guri đến hơi muộn. Baron dành cho các thành viên của Team Wales. Robby về tấn công, kéo vào người của Na của Hasven. Hasven đẩy lui đối phương ra, anh ta vẫn lùi về với cú nhún nhảy của mình. Na Naue làm chậm tiếp tục. Nhưng sát thương là không có và một tình huống tấn công Baron thành công bởi Team Wales. Tôi nhìn cái hướng di chuyển của Team Wales là tôi biết là họ muốn sốc Baron với một chất tướng Zyra đã có hai đồ rồi. Và họ làm thế thật với Kai'Sa, với Corki cũng có sát thương chuẩn nữa. Và một những cành cây với hai đồ đến từ Kazuto. Tốc độ ăn là quá nhanh và Viking Esports không có công cụ gì để vào cả. Lúc đấy chưa hồi chiêu cuối của con Rumble, không thể nào chơi được. Guri thì đứng quá xa. Bây giờ tất cả những gì Viking làm đấy là kiểm soát tầm nhìn ở hang rồng. Nhưng với bùa lợi Baron như thế này thì áp lực nó thuộc về bên phía Viking Sport, bởi vì Team Wales hoàn toàn có thể đẩy đến trụ 3 đường giữa cũng được. Nhưng họ quyết định là sẽ để Hasmet đẩy mà thôi. Hasmet có dịch chuyển, có tốc biến, có tất cả mọi thứ, mỗi tội Na khổng lồ thì không có. Như vậy là Team Wales họ đã xử lý thông tin cực kỳ tuyệt vời. Và có một điểm hay nữa là họ không mất đi phép bổ trợ nào. Họ chỉ mất đi chiêu cuối, và cái chiêu cuối đó đã hồi đúng lúc con rồng sẽ xuất hiện nữa. Thêm một bất lợi nữa dành cho Viking. Và ở thời điểm này thì những cái áp lực ở đường giữa và đường trên là có. Do đó thì team xin lỗi mọi người, đó là Viking Sport bắt buộc phải lùi về, không thể nào đẩy ở đường dưới thêm một lần nữa. Để xem là Hasmet có muốn giao tranh không. Tôi nghĩ là anh ta có thể sẽ muốn giao tranh về nhà mua đồ và bắt đầu tìm góc để có thể dịch chuyển cùng với những người đồng đội của mình. Để xem là Viking họ sẽ giao tranh như thế nào đây. Sogan đang kích con rồng lên, rồng đang nhổ BE khá là trâu. Và dịch chuyển ở đường dưới này. Đang chờ để tích nộ bởi Na, bởi vì Hasmet chưa có nhiều nộ cho lắm. Na Noe bị lộ diện rồi với một cái thấu kính được cắm ra. Tiếp tục là một tình huống nhắc nhả con rồng dành cho cả hai team. Hasmet đang có một lượng nộ đủ để anh ta có thể hóa Na khổng lồ một cách cần thiết. Đang tiếp tục đánh cắp. Rồng còn 4.000 máu quy lực thiên nhiên thả ra cần người che không. Đây lao thẳng vào, rồng đã cố dành cho Team Wales. Hasmet đang đầy đủ nộ ở đây. Anh ta tấn công Na Noe, Na Noe thấp máu lắm rồi. Orofi thấp máu, Orofi cũng đang nằm rồi. Nhưng người bị hất tung lại là BMBM thấp máu, anh ta đang xuống. Và Artemis đang tới, Artemis có được một mạng, anh ta tiếp tục bắn. Double kill dành cho Artemis, Sogan cũng sẽ là người tiếp theo. Triple kill dành cho xạ thủ của Team Wales. Đấy là xạ thủ đường dưới, còn xạ thủ đường giữa và thi đấu vừa rồi cũng gây được rất nhiều sát thương. Hasmet không vào được giao tranh quá sớm, nhưng cái cú hất của anh ta cũng chỉ là để đủ cho gọi là câu thêm tí thời gian để cho đồng đội bắn mà thôi. Và đồng đội của anh ta thì đã làm gần hết rồi. Một pha thi đấu mà như tôi đã nói, đội hình của Viking Esports bây giờ mở giao tranh họ không đủ sát thương. Họ dồn hết vào một support là Ronopi thì mới hạ gục được anh ta. Nhưng đây sẽ là một chiến thắng gỡ lại dành cho Team Wales, và chúng ta sẽ có 1v1 showdown. Đúng là như vậy, chúng ta sẽ có thể thức 1v1 showdown. Và Syria trong tay của KT không tạo nên sự bất ngờ dành cho đội hình của Team Wales. Rõ ràng Corki vẫn là một cái lượng vị tướng có lượng sát thương thực sự là dồi dào. Mặc dù cái lượng trang bị nó không phải là quá nhiều ở thời điểm đầu ván đấu. Dù sao đi chăng nữa, chúng ta chúc mừng Team Wales ở ván thi đấu thứ hai này. Và thứ mà chúng ta mong muốn đã tới, thể thức 1v1 showdown. Bây giờ tôi không biết là ai sẽ được cử ra đây. Nếu mà có quả mà KT với cả Optimus thì kết quả nó có rõ ràng quá nhá. Optimus thắng đúng không anh? Tôi chưa nói gì hết nhá.